Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì em lại lên cho anh một con ba kênh. Đấy, con ba kênh này thì giá chỉ có 6 triệu 500 nghìn thôi. 6 triệu rưỡi. Anh em có ngay một con đẩy. Đấy. Công suất là 600 600 x 800. Đấy. Thì hai kênh 600 này thì anh em có thể chơi một full, một đôi full 30. Đấy, kênh này thì chúng ta có thể chơi súp này, bát 40 50 này, đó. Thì công suất như vậy thì chúng ta có thể là sử dụng mà thường thì cho không gian gia đình, đúng không ạ? Nó phù hợp với gia đình. Bởi vì là cái con này công suất nó cho phép anh em chúng ta chơi một cặp full và một con sắp 40 50 gì đó thì là hợp lý. Đấy, thì không gian gia đình anh em thì sử dụng từ 30 40 cho đến 50 mét vuông thì chỉ có một con đẩy này thôi. Nó kéo cho anh em cả một dàn loa luôn. Đó, mà nó lại là hàng mới chính hãng, giá chỉ có là 6 triệu 500 nghìn. Đấy. À, anh em nào mà muốn xem nội thất nhé. Đó, xem nội thất thì anh em có thể nhắn tin cho bên em. Bên em gửi Zalo. Vì trước đây em cũng đã có làm video với cái sản phẩm này, em đã tháo máy rồi. Đấy, tuy nhiên thì không phải con nào cũng tháo, bởi vì nó liên quan đến tem của nhà bảo hành. Đấy, tem của nhà bảo hành. Nên là trước đây em có tháo một con rồi. Đấy. Còn là muốn xem nội thất thì cứ nhắn tin cho bên em, tất cả nội thất hình ảnh nội thất em gửi cho em đầy đủ. Đó. Và khi anh em mua những cái dòng sản phẩm này thì chúng em sẽ bao test, bao kiểm tra. Đấy, sau đó thì mình phải thanh toán. Tức là sao? Tức là anh em nhận hàng này. Đấy, trước khi thanh toán tiền thì anh em bật lên và nghe thử cho em. Đấy, chất âm hay ưng ý thì anh em thanh toán, không hay không ưng ý anh em gửi lại. Đấy, là em cam kết với con anh em rằng là con này tiếng nó rất là hay nhá. Đấy. Về thiết kế thì anh em có thể thấy rằng nhá. Họ thiết kế này, các cái volume này. Đó, các cái volume này nó rất là to, đúng không? Đấy, anh em có thể là dễ dàng điều chỉnh, rất là dễ luôn. Nó không như những cái dòng khác là cái volume nó nhỏ, anh em điều chỉnh nó khó. Đấy, đây là con này nó rất là to này. Trong khi đó này, các cái điểm in chữ ở đây này. Đấy, in dấu in chữ ở đây này thì nó rất là rõ ràng, sắc nét nhé anh em nhé, rất là rõ ràng sắc nét, giúp cho anh em là dễ dàng này nhận ra là chúng ta đang mở mức nào. Đó, nhìn nó dễ hơn, đúng không ạ? Đấy, và ba kênh thì nó đều có ba cái đèn, đều đều có ba cái dãy đèn, ba cột đèn này, đèn báo. Đó, đèn báo đây là chúng ta có đèn báo Protect này, đèn clip này, đèn signal này, đèn signal đèn hoạt động nha, và đèn on. Đèn on khi mà chúng ta kết nối nguồn điện thì cái đèn on này nó sẽ sáng. Đó. Và kết nối phía sau nhá. Em sẽ quay cho anh em xem kết nối phía sau của nó. Kết nối phía sau đây. Đó, con này đơn giản lắm, dùng rất dễ dùng nhá. Thì đây nó sẽ có đầu ra này, đầu ra thì tất cả này nhá. Anh em để ý cho em này, tất cả cái chân đầu ra, chân giao loa này đều là chân đồng, chân xịn luôn cho anh em nhé. Anh em nhìn chân xịn luôn này, bên này cũng vậy, bên này cũng vậy nhá. Đấy, anh em nhìn thấy nhá, tất cả đều là chân đồng chân xịn nhá. Đấy, chân đồng này thì khi mà chúng ta kết nối giao loa thì nó sẽ hạn chế được cái tiếng sôi. Đấy, cái hiện tượng sôi nó sẽ ít hơn, giảm hơn nhiều so với các cái dòng chân thông thường. Đó, thì với cái đầu ra thì chúng ta có đầu kết nối trực tiếp dây, cắm dây hoặc là cắm rắc bắp chuối, mỏ chim. Ngoài ra thì chúng ta có thêm kết nối cổng lưu trích nhá. Đó. Và cái kênh 3 này nó là cái kênh đánh sấp anh em nhé. Nhớ là kênh 3 đánh sấp thì chúng ta sẽ có chỉnh được độ nhạy này, 0.75 này, 1.0 và 1.44. Đó, thì cái độ nhạy đặt càng thấp, tức là cái số càng thấp ấy thì nó kêu là càng to anh em nhé. Đó, đây độ nhạy. Rồi bên này thì chúng ta cũng có độ nhạy. Cũng có độ nhạy. Và chúng ta có thêm cái chế độ đánh nữa là đánh chậm kênh, đánh shifter hay đánh parallel, đó cực kỳ chuyên nghiệp luôn, đúng không? Đó, và nó cũng có đường vào, đường vào đây, đó, đường vào đây và đường link ở đây. Thì con này kênh kênh ma nó có đường link và kênh 1, 2 nó đều có đường link hết. Đó, thiết kế cực kỳ chuyên nghiệp nhá. Và cũng có cặp cắm cọc dây loa hoặc là cắm lưu trích, đó, anh em cắm đầy đủ. Và quạt gió con này thì nó sẽ có hai quạt gió này, mạch cả nát hát nhá, hai quạt gió. Đấy, anh em sử dụng cả ngày không sợ nóng luôn. Đấy, mà giá rất là rẻ, bao test cho anh em. Đấy, bao test, bao kiểm tra, nhận hàng, kiểm tra, test thử thoải mái giúp em nhé. Đấy, giá chỉ có 6 triệu rưỡi thôi. 6 triệu rưỡi một con ba kênh. Cực kỳ hợp lý cho anh em luôn. Đấy, hàng chính hãng bảo hành cho em 1 năm nhé. Hàng chính hãng đến từ thương hiệu là BD Sao. BD Sao mã là K10 bản ớt này. K10 bản ớt nhé. Công suất như vậy là thoải mái cho anh em dùng gia đình rồi. Đấy, tiếng rất là hay. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ với bên em để được hỗ trợ. Và xin chào anh em.